Xe cưới Mino, đơn vị cho thuê xe cưới số 1 Hà Nội. Số điện thoại 0926 688 688. Không biết bao giờ công ty mới cho nghỉ Tết nhỉ? Chắc cũng giống như năm ngoái, tầm 29-30. Thế thì muộn lắm, lúc đấy lấy đâu xe mà về quê nữa. Tao cũng lo. Quê tao thì rõ xa, chẳng nhẽ lại ở lại trên này ăn Tết. Mày bị điên à? Tết nhất phải về quê đoàn tụ với gia đình chứ. Chúng mày toàn lo cái chuyện đâu đâu. Chuyện đáng lo thì không lo. Chuyện gì đáng lo? Công ty nợ lương công nhân 3 tháng rồi chưa trả. Bây giờ công ty không trả lương, chúng mày có nghỉ Tết sớm thì cũng lấy tiền đâu mà về quê. Ồ, đúng rồi. Sao mãi mà không trả lương nhở? Mấy tháng nay em toàn phải lấy tiền tiết kiệm để tiêu. Tao cũng thế, vay nợ loại hết cả lên. Tết nay mà không có tiền về quê thì chắc là chết đói. Mọi người cứ yên tâm đi, chắc là sẽ có lương thôi. Chứ làm gì có công ty nào mà nợ lương lâu như thế. Cũng chưa chắc đâu. Hay là mình ra hỏi giám đốc xem sao nhở? Ông ấy đang đến kia kìa. Đi xem sao đi. Anh chào anh ạ. Chào anh. Mọi người ra đây có chuyện gì thế? Sắp tới có lương không ạ, giám đốc? Công ty nợ lương công nhân 3 tháng rồi đấy ạ. Chuyện này thì tôi cũng không biết được. Anh là quản lý cấp cao nhất ở công trường này, sao anh lại không biết ạ? Thì tiền từ công ty mẹ chuyển xuống nên giờ tôi không có lương để trả cho mọi người được. Thế anh có biết bao giờ chuyển không ạ? Chứ Tết nhất đến nơi rồi. Thì tôi cũng sốt ruột lắm. Cái này chết thật rồi đấy. Làm 3 tháng rồi. Làm bục mặt. Thôi được rồi, mọi người trật tự. Nghe tôi nói này. Bây giờ ấy, tôi phải lên công ty mẹ có chút việc, rồi tôi sẽ hỏi lương cho mọi người sau nhá. Thôi bây giờ mọi người cứ về vị trí làm việc tiếp đi nhá. 3 tháng rồi. Làm sao bây giờ? Mọi người cứ yên tâm làm việc đi ạ. Có gì chúng tôi sẽ thông báo ngay cho mọi người. Thôi mọi người về làm việc tiếp đi. Về làm việc thôi mọi người. Dạo này tình hình dưới công trường thế nào rồi? Dạ thưa anh, tình hình đang rất là tốt anh ạ. Thi công đang vượt trội 5%, 50% số lượng nhà sẽ hoàn thành xong trước Tết âm lịch anh ạ. Khá lắm. Cũng sắp đến Tết rồi, cậu cố gắng động viên anh em công nhân làm việc cho thật tốt nhá. Dạ vâng, chủ tịch cứ yên tâm, em lúc nào cũng sát sao với các anh em hết ạ. Tôi bảo này. Dạ. Lát cậu qua phòng kế toán, lấy tiền thưởng Tết rồi mang về cho anh em công nhân nhá. Dạ vâng ạ, thưa anh. Anh bảo này, lát ấy, em chuyển hết số tiền thưởng Tết kia sang cho đối tác công ty Đa Gia giúp anh nhé. Vì tiền thưởng Tết này công nhân họ không biết, nên chúng ta có thể cho vay lâu dài đấy. Tình hình công nhân đang phản ứng rất nhiều. Nhiều người có ý định đình công bỏ việc. Hay là mình trả cho họ một ít đi anh? Kệ chúng nó đi, chúng nó đang cần tiền nên cũng không dám bỏ việc đâu. Mình lấy tiền lương của công nhân đem đi cho vay lãi, thời hạn ít nhất cũng phải là 3 tháng. Đến lúc gần hết hạn ấy, rồi lấy sao cũng được. Vâng ạ. Alo mẹ ạ. Dạ, con chắc gần Tết phải về được mẹ ạ. Mẹ nói cái gì cơ? Bố bị ốm nặng ấy ạ. Vâng, con sẽ thu xếp tiền rồi gửi về cho mẹ luôn ạ. Vâng, thế con chào mẹ.
Này My, em làm sao đấy? Bố em đang bị bệnh, phải vào bệnh viện anh ạ. Thế à? Thế tình hình thế nào rồi? Em cũng không biết nữa. Mẹ em đang cần tiền mà em không còn. Thôi. Em biết rồi đấy, công ty nợ lương anh em mình cũng mấy tháng nay rồi, nên anh em cũng không có nhiều. Gom góp lại thì cũng chỉ được một ít này. Em cầm lấy lo cho mẹ nhé. Em cảm ơn mọi người ạ. Cầm lấy đi, tôi cố gắng lên nhá. Em cảm ơn mọi người. Bố đỡ cho mẹ. Cần bao nhiêu tiền nữa ạ? Vâng, con biết rồi ạ. Giám đốc ơi. Có chuyện gì vậy? Có tiền lương chưa ạ? Chưa có. Thế bao giờ mới có ạ? Tôi không biết. Em xin anh, bố em đang bị bệnh, em đang rất cần số tiền đó. Anh trả tiền lương cho em được không ạ? Thì tôi cũng đang cần gấp số tiền đó đây. Tôi không có. Em biết anh có mà. Em thực sự đang rất cần số tiền đó. Em xin anh trả tiền lương cho em đi anh. Em xin anh. Cô làm cái gì vậy? Em xin anh. Em đang cần số tiền đó gấp. Bây giờ anh bảo em làm gì cũng được ạ. Cô bảo cô làm gì cũng được đúng không? Vâng ạ. Thế thì quay về công trường làm việc tiếp đi. Không được đâu anh ơi. Anh giúp em với. Anh giúp em với ạ. Cô muốn nhận tiền lương đúng không? Vâng ạ. Vậy thì cô bảo cô lau giày cho tôi. Cô lau chứ. Anh. Cô lau đi, rồi tôi sẽ trả tiền lương cho cô. Không dám làm đúng không? Về đi. Bao giờ có lương ấy, tôi sẽ báo cô sau. Anh đợi đã. Chủ tịch, sao anh lại ở đây? Tôi không ở đây thì làm sao tôi thấy được bộ mặt xấu xa của cậu? Dạ em. Tại sao cậu lại đối xử với nhân viên của mình như vậy? Dạ em. Tại sao cậu ta lại bắt em quỳ? Dạ thưa anh. Dạ thưa anh. Anh đừng để ý tới mấy cái đứa công nhân này làm gì ạ. Em mời anh vào phòng họp uống nước ạ. Cơm mồm. Em nói tiếp đi. Dạ. Bố em đang bị bệnh, cần số tiền gấp. Mà lương 3 tháng nay công ty không trả, nên em lên gặp anh giám đốc thì... Cái gì? Chuyện này là thật chứ? Dạ. Thưa anh, chuyện này không phải do em đâu ạ. Mà là giám đốc bắt em làm đấy ạ. Em nói đi. Dạ, anh ấy bảo
lấy tiền lương của công nhân đi cho vay lấy lãi anh ạ. Đừng nói với tôi là tiền thưởng Tết cậu ta cũng mang đi cho vay nhá. Vâng ạ. Tại sao công ty tôi lại có một loại người như cậu nhỉ? Dạ thưa anh, chuyện này không phải như anh nghĩ đâu ạ. Cậu còn ngụy biện được à? Em liên hệ với luật sư đòi lại số tiền mà cậu ta đã lấy của công ty nhá. Vâng ạ. Còn cậu, cậu chính thức bị sa thải. Dạ thưa anh, em xin lỗi ạ. Nể tình bao nhiêu năm qua em đã đóng góp cho công ty mình không biết bao nhiêu là việc. Anh có thể cho em cơ hội được không ạ? Tôi đồng ý là bao nhiêu năm qua cậu đã đóng góp cho công ty rất nhiều, nhưng công ty của chúng tôi không cần những người coi thường công nhân như cậu. Cậu đi đi. Dạ. Đi đi. Tôi thay mặt công ty xin lỗi em. Em giúp anh lấy tiền của công ty, trả tiền lương cho toàn bộ anh em công nhân nhá. Vâng ạ, em biết rồi. Công ty sẽ chi trả toàn bộ viện phí cho bố em. Còn bây giờ đi cùng anh lấy tiền nhá. Em cảm ơn chủ tịch ạ. Đưa sản phẩm của bạn đến với hàng triệu khách hàng mục tiêu. Liên hệ quảng cáo số điện thoại 0859 11 3333.